Thưa quý vị, là một trong những quận xanh sớm nhất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để giữ vững thành quả chống dịch, các cấp các ngành địa phương quận Ngũ Hành Sơn và đặc biệt là ban điều hành các khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng luôn duy trì công tác tuyên truyền vận động người dân không chủ quan lơ là, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại khu dân cư 8B, phường Hòa Hải. Chốt kiểm dịch của tổ COVID-19 cộng đồng khu dân cư 8B, phường Hòa Hải. Mọi phương tiện ra vào khu dân cư đều được kiểm soát chặt chẽ. Dù đã hơn một tháng trở thành vùng xanh, thế nhưng các biện pháp phòng chống dịch nơi đây vẫn được lực lượng cơ sở triển khai rất chặt chẽ, không một dấu hiệu buông lỏng. Hơn thế nữa, tổ COVID-19 cộng đồng khu dân cư còn thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của quận và thành phố. Nhờ vậy mới giữ vững được thành quả chống dịch cho tới bây giờ. Công tác tuyên truyền tại khu dân cư thì khi có những cái quyết định của thành phố thì đều đi xe lưu động qua các đường phố trong khu dân cư để tuyên truyền kịp thời và kết hợp vào từng nhà theo cái phương châm là đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để vận động nhân dân ủng hộ. Tình hình Covid này tôi thấy là tinh thần mà phục vụ cho dân đó, ông tổ và cũng như khu phố Tống Bề rất tận tụy, đã không hề nén mưa, đã đến mùa người dân đều vận động. Đó là một điều rất chi là phấn khởi đối với người dân chúng tôi. Cùng với đó, tổ COVID-19 cộng đồng khu dân cư và các hội đoàn thể địa phương còn tích cực vận động quyên góp và hỗ trợ nhu yếu phẩm cùng hàng ngàn suất quà cho các hộ khó khăn, lao động mất việc làm. Những phần quà tuy nhỏ nhưng đã phần nào giúp người dân cải thiện đời sống, góp phần giúp họ an tâm, đồng lòng cùng thành phố chống dịch. Để họ an tâm trong cái cuộc sống, trong cái trường dịch này thì chúng tôi cũng rất là quan tâm rất là nhiều đến các cái bà con nhân dân cùng với các cái chính quyền địa phương cũng như các chi bộ thì đi từng nhà cũng trồng những cái món quà này là những cái hội viên rất là đặc biệt khó khăn trong cái đợt dịch. Trong cái thời gian suốt gần 3 tháng qua, cái sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ và các cái hội đoàn thể trong khu dân cư đã làm rất tốt cái vấn đề này, đã nhiều lần là phát quà cho các hộ nghèo và mua lương thực thực phẩm, rồi là vận động các mạnh thường quân trong khu dân cư để bảo đảm đời sống cho nhân dân. Tất cả các cái hộ trong dân khu dân cư trong cái thời gian vừa qua đều yên tâm ở yên trong nhà. Phòng dịch còn khó hơn chống dịch khi mà trong giai đoạn hiện nay, tâm lý chủ quan lơ là sẽ là nguyên nhân khiến dịch có nguy cơ cao bùng phát trở lại. Chính vì vậy, công tác vận động tuyên truyền của lực lượng cơ sở, tương tự như tại quận Ngũ Hành Sơn, cần phải được duy trì thường xuyên. Đây cũng là yếu tố then chốt giúp thành phố Đà Nẵng mở rộng thêm những vùng xanh để lùi hoàn toàn được dịch bệnh.